Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với trung tâm học cơ khí. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế khung trên phần mềm AutoCAD Inventor Professional bản 2020. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một chiếc cầu thang. Rồi, để trước tiên để thiết kế một chiếc cầu thang thì mình sẽ phác thảo sketch trong môi trường bạc trước. Sau đó mình sẽ đưa vào môi trường lắp ráp assembly để mình chèn khung vào. Thì mình mở file bài như sau, rồi mình sẽ phác thảo bị dạng két, bị dạng sketch trước. Mình chọn mặt này, mình sẽ vẽ hình đây nha. Mình bây giờ có đường 500 chẳng hạn, 200, bạn thoát sketch đi. Sau đó mình sẽ offset mặt bằng này lên 1000 mm. Rồi sau đó trên mặt bằng này mình sẽ tạo một sketch mới. Tiếp tục mình vẽ một hình vuông nữa, đây là 200 200, từ điểm này các điểm này 150. Mình sẽ ràng buộc cho điểm này nó ngang hàng với điểm này. Rồi, ok. Sau đó mình chuyển người này đến construction, start sketch đi. Các bạn vào lại test sketch thứ nhất, chuyển ma thằng này thành đường construction cho mình. Cho các bạn start sketch đi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng sketch 3D. Mình sẽ vẽ đường line từ điểm này tới điểm này, tiếp tục vẽ một đường line nữa từ điểm này tới điểm này. Ok, mình ấn mặt phẳng này đi. Trên mặt mình sẽ tạo một mặt phẳng mới đi qua hai điểm này. Rồi tiếp theo trên mặt phẳng vừa mới được tạo, mình sẽ tạo một sketch mới. Mình sẽ vẽ một đường line, mình sẽ project hai cái đường này lên, project từ từ này nữa. Sau đó mình sẽ đọc kích thước từ đây tới đây 150. Sau đó mình sẽ dùng lệnh extend. Sau đó mình sẽ dùng offset 150. Giờ một là đối tượng này. Tiếp theo vậy mình một tiếp tục vẽ mình một đường line 150. Làm cái này cho nhanh mắt con mắt các bạn này tốt hay răng tích vào ràng buộc thì nó hơi lâu, dùng cái tem cho nhanh. Trước tiên bạn đo cái thước là 150 150. Đây cũng vậy, 150. Sau đó bạn dùng định extend ra
để chúng ta khỏi mất công ràng buộc lại, ràng buộc từng đường thì nó hơi lâu. Rồi sau đó các bạn thoát jacket đi, áo mặc phẳng lên đi. Như vậy mình tạo xong cái biên dạng cầu thang dưới dạng sketch. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lưu phát này lại, điều chỉnh nó cấp đi, tên là ví dụ là mình sẽ mở một cái file mới, môi trường mới, môi trường assembly. Sẽ đưa cái socket mình lưu vào nãy vào đây. Đây, ví dụ đây. Để đây. Ok, mình sẽ thoát xuống. Rồi. Thì chúng ta sẽ chèn khung vào đây. Chèn khung vào chạy theo cái biên dạng socket mà chúng ta đã phát thảo. Thì để chèn khung các bạn vào design. Chọn insert sprung. Yes, để chọn đường đường đến nơi để nơi để mà bạn lưu cái file này, ví dụ mình lưu desktop ra lưu lại cho nó sẽ hiện lên một cái tab như thế này. Rồi ở đây là gồm bao gồm cả các tùy chọn các kiểu khung, các tiêu chuẩn và vật liệu này kia. Rồi đây mình sẽ chọn vật liệu là sắt, mình chọn iron nhờ. Đây iron cast đây. Sau đó mình sẽ chọn vào những sketch này để mình chèn khung vào đó, hoặc là các bạn có thể quét hết những sketch này một lần thì nó sẽ tự động chèn khung vào cho các bạn. Đây mình sẽ chèn từng cái để mình chỉnh sửa cho nó dễ. Rồi hướng sang này, coi này chuẩn chưa? Góc nó bị lệch nè. Đấy. Hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa nhập góc cho đây nè, kích thước khoảng cách đây, các hướng nằm trên hay nằm dưới cái biên dạng sketch này. Đây mình chọn hướng này, nằm giữa đây là đúng rồi, mình muốn nó nằm giữa như vậy. Tiếp tục mình chọn những biên dạng này, ok. Tiếp theo mình sẽ chọn vào những biên dạng hai thanh còn lại, coi thanh này đúng chưa, này chưa ổn nè, mình xoay nó lại. Rồi hướng này ổn rồi nè. Rồi hướng này ổn nè, ok nè. Sau đó các bạn ấn cái sketch đó đi. Ấn sketch đi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một số lệnh để kết nối mấy cái thanh này lại với nhau. Thấy đây nó lòi ra không? Đây nó dư một chút nè. Mình sẽ dùng lệnh meter chọn vào đây đó, thì chúng kết nối lại với nhau, ok.
Rồi, đây bạn thấy nó là kết nối đảo nhau. Tiếp theo, bạn thấy phần này đang dư ra đúng không? Mình sẽ dùng lệnh trim, extend, to pay, chọn vào. Đầu tiên, ngay chọn vào cái thanh này. Pay sẽ mình sẽ chọn cái mặt mà nó sẽ cắt. Apply. Đó, đây sẽ được cắt đi. Chọn làm hết một lần luôn. Apply. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi kiểm tra lại xem nó xem lại kết cấu thì nó ổn chưa. Này ok rồi nè. Rồi, dưới này được rồi nè. Rồi. Đó, được rồi nè. Này chỉ cần hàng lại nữa là xong nè. Rồi, coi ở trên coi. À, trên coi nè. À, chưa ổn nè. Thì chúng ta phải cần sửa lại. Để sửa lại, các bạn chọn màu thanh đó. Chọn Edit. With Sprung. Renderation. Ở đây chúng ta cần điều chỉnh lại cái góc xoay của nó. Góc 90 độ là nó độ nghiêng nó chưa không có đủ, nhập 98 độ thôi. Độ nghiêng không có đủ. 98 độ thì được, ok nè. 98 độ như không phải được nè. Apply nè. Apply xem như thế nào đó. Rồi đó. Bạn thấy không? Là chưa hợp lý nên là phải sửa lại. Đây nè. Ok nè. Đó, giờ nhìn nó đẹp chưa? Đó, rồi đẹp vậy, đẹp rồi nè. Nên chúng ta chỉ cần hàng lại thôi, hàng lại nữa là xong. Đó, dưới này thì đẹp rồi. Trên thực tế thì không có chuyện mà mấy cái thanh sắt này nó tự động dính lại với nhau, mình phải hàn lại để nó dính lại với nhau. Thì trong Inventor cũng có cái môi trường hàn. Bạn thường thấy những cầu thang như thế này thường đối với các bạn sinh viên thì rất là quen thuộc. Này thì rất nhiều phòng trọ sử dụng cầu thang như thế này. Đó. Rồi thì như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn thiết kế trong 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 cái môi trường khung trên phần mềm Inventor. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh Học Cơ Khí. Bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn hàn trực tiếp trong cái trên cái khung này luôn, để nó nhìn nó giống thực tế hơn.